mùa đông ấm áp không kéo dài vì xoáy cực sắp đến. Canada hãy sẵn sàng đóng băng. Một cơn xoáy cực hiện tượng xảy ra do không khí lạnh từ Bắc Cực mở rộng ra xa hơn về phía Nam so với bình thường, có thể ập đến Canada ngay trong tuần tới, theo nhà khí hậu cao cấp Dave Phillips của Cơ quan Môi trường Canada. Phillips cho biết Manitoba và tất cả các khu phía đông có thể sẽ bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng vào tuần tới, với mức cao hàng ngày dưới mức đóng băng vài độ và mức thấp qua đêm có thể rơi vào khoảng âm 15 độ C đến âm 20 độ C. Vào tuần sau, xoáy cực cũng có thể bao trùm 3 tỉnh cực Tây, khiến nhiệt độ qua đêm xuống thấp tới âm 30 độ C. Cơn xoáy cực năm nay có thể không kéo dài, có thể là một tuần hoặc nhiều nhất là hai tuần, ông Phillips cho biết, mặc dù những tuần còn lại của mùa đông được dự đoán chắc chắn lạnh hơn một chút so với những gì đã thấy cho đến nay.